Hello, chào mừng các bạn đang quay trở lại với Long Nguyễn Channel. Và ngày hôm nay mình làm cái video này để cụ thể hóa cái nội dung mà mình trình bày với các bạn ở video trước. Đó là sự nỗ lực của bản thân để có thể cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình. Có rất nhiều cách để bạn có thể tìm cái cơ hội để mình nói tiếng Anh. Và một trong những cách đó chính là tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Thì có một cái thực tế như thế này các bạn. Có rất nhiều bạn mình gọi là nhạy ngoại ngữ thì các bạn không cần phải đi câu lạc bộ. Tức là con người ta giỏi là người ta có những cách học riêng để người ta có thể giỏi. Còn đối với những người mà thực sự không giỏi, không thông minh như mình thì mình phải sử dụng cái câu là gọi là cần cù bù thông minh đó các bạn. Đó chính là mình phải cố gắng siêng năng hơn một chút xíu. Mình biết là mình học chậm hơn người khác thì mình sẽ có những cái phương pháp học khác nhau. Và đối với Long cảm thấy cái sự gọi là rất hiệu quả trong cái việc là Long tìm cho mình những cái cơ hội để mình có thể là được tham gia và được nói tiếng Anh. Thì Long thấy những cái câu lạc bộ nói tiếng Anh là cái nơi mà Long học hỏi được rất nhiều thứ. Mà phải nói chân thành luôn á, là trong nhiều năm vừa qua thì nhờ tham gia những câu lạc bộ này mình tự tin hơn. Và cái vốn liếng của mình, cái vốn liếng về ngoại ngữ của mình nó từ đó cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Cho nên trong cái video ngày hôm nay Long sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của Long trong việc tham gia câu lạc bộ tiếng Anh và mình phải có những cái sự chuẩn bị như thế nào để mình phát huy được hết những cái thời gian mình tham gia trong những cái câu lạc bộ như thế này. Có một sự thật như thế này các bạn ha, tức là rất nhiều bạn rất là thích tham gia câu lạc bộ tại vì các bạn muốn cho mình cái cơ hội để mình có thể trải nghiệm và nói tiếng Anh nhiều hơn. Tuy nhiên hầu hết mọi người thì theo cái cách mình thấy hầu hết mọi người thì cảm thấy là rất là tự tin ngay từ đầu, nhưng mà khi tham gia câu lạc bộ thì chỉ tham gia được có 1-2 lần xong nghỉ luôn. Thì mình thấy là một trong những cái lý do chính yếu đó chính là các bạn cảm thấy là thiếu tự tin. Các bạn cảm thấy là rất là ngại ngùng, thiếu tự tin. Gọi là tự ti luôn chứ không phải là thiếu tự tin nữa. Các bạn nghĩ là cái kiến thức của mình nó không có nhiều và tiếng Anh của mình không là bao nhiêu cả. Cho nên là khi vào câu lạc bộ các bạn thấy mọi người nói chuyện quá nhiều, các mọi người nói chuyện rất là chuyên nghiệp. Các bạn cảm thấy là mình chẳng là gì cả cho nên các bạn quyết định là từ bỏ luôn. Thật ra mình rất thấu hiểu cho cái cảm giác này bởi vì mình là cái người mà đã từng cảm giác như vậy. Nói thật với các bạn là giai đoạn đầu tiên là mình muốn bỏ luôn, mình không muốn tham gia gì cả. Nhưng mà mình đi về nhà thì mình suy nghĩ lại, ồ tại sao những người đó họ nói tốt như được như vậy, tại sao họ có thể là nói một cách lưu loát giống như một cái máy. Mình gọi họ là những cái talking machine. Nhưng mà rồi mình suy nghĩ một điều đó là mỗi người đều có xuất phát điểm như nhau. Để người ta có thể nói được tốt như cái thời điểm hiện tại thì người ta cũng có xuất phát điểm như mình, từ con số 0 thôi. Trong tiếng Anh có một câu rất hay đó là from zero to hero. Thì nếu bạn không xuất phát từ cái không có gì, bạn không có cố gắng thì làm sao bạn có thể trở thành hero được. Bản thân mình thì mình không nghĩ là mình là hero trong mắt của mọi người. Nhưng mà đối với mình cảm thấy mình là hero cho bản thân mình. Vậy không có nghĩa là mình không cố gắng nữa, mình vẫn luôn cố gắng tìm cách để nỗ lực bản thân hết mình để mình có thể trở thành một cái, trong tiếng Anh gọi là try to be the best or the better version of yourself. Thì mình nghĩ cái đó là mình cái hướng mình đang hướng tới. Ok các bạn, thì mình không có nói dài dòng nữa, mình đã dài dòng rồi. Thì hôm nay mình vô chủ đề chính luôn ha, mình vô cái nội dung chính luôn. Thì sau đây là các bước mình gợi ý cho các bạn để chuẩn bị trước khi mình tham gia câu lạc bộ ha. Thì nếu bạn mà thực hiện được những cái bước như thế này thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong cái việc giao tiếp và các bạn sẽ đỡ rụt rè hơn rất nhiều. Và cái bữa tham gia thảo luận như thế nó cũng sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều lần. Ok, bây giờ bước đầu tiên đó là tìm hiểu trước về chủ đề của ngày hôm đó. Thông thường thì tất cả các câu lạc bộ đều cho các bạn thành viên của mình biết trước là ngày tuần tới người ta sẽ nói về chủ đề gì. Thì khi bạn nắm bắt được cái điều đó rồi đó, bạn về nhà, bạn lên mạng, bạn đọc sách, bạn tìm tất cả những cái nguồn tài liệu nó liên quan đến cái chủ đề sắp tới. Đồng thời là bạn có thể tìm ra những cái từ mới mà những cái từ đó nó sẽ hỗ trợ trực tiếp trong cái việc thảo luận của bạn trong khi các bạn tham gia. Đó thì mình nghĩ cái điều này nó rất là quan trọng và mình nghĩ là các bạn nên có sự chuẩn bị trước như vậy. Để chi khi mà các bạn vào câu lạc bộ, thông thường thì người ta sẽ phát cho bạn một cái topic, thực ra là người ta bán nó khoảng 5-10 ngàn, 10 mấy ngàn cho một cái topic đó. Thì nếu bạn không chịu quyền bị trước thì bạn mua cái topic cho xong bạn sẽ làm thao tác như sau. Chẳng hạn như chủ đề là teacher day, right? Chẳng hạn như chủ đề này thì bạn phải dành thời gian và phải đọc hết lại một lần nữa, nó sẽ rất là mất thời gian của bạn đó. Bạn phải đọc hết tất cả mọi thứ rồi tìm kiếm từ mới. Nếu như bạn đã chuẩn bị rồi, bạn đã đọc hết rồi thì trong đây thì bạn chỉ cần skim qua một lần thôi để bạn lấy những thông tin mới mà bạn chưa biết. Sau đó mình sẽ đi tới cái phần là the guided questions ở đây. Đó, để mình có thể discuss, mình có thể thảo luận với những người bạn khác.
Cho nên là mình nghĩ rằng cái việc là các bạn chuẩn bị trước, đọc trước thì nó sẽ hiệu quả, nó sẽ mất đỡ mất thời gian hơn rất nhiều, mà mình cũng có một cái sự chuẩn bị nó trong cái tư thế là mình đã sẵn sàng để mà có thể là nói tiếng Anh luôn rồi. Nên nhớ là đi câu lạc bộ nói tiếng Anh thì đừng có vào đó mà chỉ cầm cái topic như thế này rồi ngồi đọc mà không có interact với ai cả thì điều đó nó không có ý nghĩa gì các bạn ha. Cho nên là khi mà vào đó thì dành nhiều thời gian để nói, để giao tiếp với mọi người. Đó là lời khuyên của mình. Rồi. Cái điều thứ hai. Điểm thứ hai đó là bạn phải luôn đặt mục tiêu cho mình trước mỗi một lần đi câu lạc bộ. Ý của mình là như thế nào? Bạn phải cho mình cái nhiệm vụ đó là trong mỗi lần đi câu lạc bộ mình phải nói được cái này, những cái mới hơn. Có thể là trong cái lần này mình đang nói về cấu trúc câu này, cách sử dụng từ ngữ như thế này, hay là một cái điểm ngữ pháp này. Nhưng mà trong cái lần tiếp theo, tất nhiên mình phải review là những cái mình đã nói ngày hôm nay cộng với những cái cấu trúc câu mới. Đó, thì khi mà bạn làm như vậy rồi thì bạn sẽ cảm thấy là mình học được nhiều hơn một chút trong mỗi lần đi câu lạc bộ. Khi mà bạn quay ngược trở lại, bạn nhìn trở lại thì bạn thấy là đó là một cái quá trình và bạn có sự tiến bộ trong đó, thì cái sự ham thích đi câu lạc bộ nó sẽ nhiều hơn. Còn cái việc là mình cứ đi vô trong đó, bữa nay rảnh quá đi vô ngồi chơi thôi, nói được nhiều nói không nói được thôi, thì nó không có ý nghĩa gì cả, nó mất thời gian của bạn và nó không mang lại những cái giá trị thiết thực cho cái việc học tiếng Anh của bạn. Cho nên mình khuyên các bạn nên đặt cái mục tiêu khi mà mình tham gia câu lạc bộ. Ok. Rồi, cái ý thứ ba là cái ý mình có trình bày ở trên rồi. Bỏ qua sự tự ti và rụt rè. Mình mới nói các bạn là ai cũng có xuất phát điểm giống như nhau, ai cũng từ con số 0. Để trở thành hero từ zero thì bạn phải nỗ lực, đúng không? Rồi, cái điểm tiếp theo nữa trong quá trình tham gia câu lạc bộ, các bạn cần lưu ý đó là khi mình giao tiếp với nhau, khi mình hỏi qua hỏi lại, sử dụng những câu hỏi, thì các bạn hãy cố gắng khai thác triệt để nội dung của từng câu hỏi bằng follow-up questions. Cái mình đang muốn nói tới follow-up questions có nghĩa là gì? Khi bạn hỏi người ta một câu nào đó, người ta trả lời hoặc là người ta hỏi bạn một câu nào đó, bạn trả lời xong, đừng có trả lời quá ngắn gọn. Chỉ thí dụ người ta hỏi là what's your favorite food? Bạn nói là I love phở. Rồi xong bạn im luôn và không nói gì hết. Thì nó rất là tiếc, bởi vì đó là một cái chủ đề rất là hay. Chỉ một câu hỏi thôi mà nó gợi mở ra rất rất là nhiều cái để bạn có thể hỏi tới. Chẳng hạn như bạn đã nói là I love phở, bạn cho biết lý do luôn. Bạn có thể cho biết lý do làm cái câu hỏi dài hơn. Chẳng hạn như you know what, I really love phở. I don't know why, but you know I love the noodles with the very hot broth. And the combination of rice noodles and beef, I think great combination. I love it a lot. Yeah, I'm so excited every time I eat pho. Đó, chẳng hạn như vậy. Xong mình cứ tương tác qua lại rồi bạn hỏi bạn đó như thế nào, rồi hai người cứ hỏi qua lại về chủ đề thức ăn thôi, về chủ đề những cái món mà bạn yêu thích thôi. Thì cái việc như vậy á, cái việc mình cứ giao tiếp qua lại và phát triển cái câu hỏi đó, phát triển cái phần nội dung trả lời câu hỏi đó, thì bạn sẽ thấy là cái bài nói của mình, cái conversation của hai bạn nó sẽ trở nên rất là thú vị, nào mà nó kéo dài. Và bạn hãy tin mình đi, bạn cứ thực hiện cái kiểu là follow questions và cứ hỏi tiếp để mình khai thác nội dung cho nó thực sự là hoàn chỉnh, thì bạn sẽ thấy là cái việc nói tiếng Anh nó sẽ trở nên dễ dàng hơn cho các bạn, và các bạn cảm thấy là các bạn nhiều năng lượng hơn để các bạn có thể nói. Ok. Rồi, điều tiếp theo nữa đó là luôn học hỏi từ mọi người. Cái điều đặc biệt trong câu lạc bộ là gì các bạn? Cái đối tượng tham gia câu lạc bộ là rất là nhiều người từ những cái độ tuổi khác nhau, và có rất nhiều anh chị rất là giỏi. Người ta tham gia câu lạc bộ không phải là người ta cải thiện tiếng Anh nữa, mà đó là cái nơi để người ta phải chia sẻ cái kiến thức và kinh nghiệm học tập của mình cho những cái bạn mới như tụi mình chẳng hạn. Đó, thì mình nên tiếp cận với cái anh chị đó để mà mình có thể học hỏi được nhiều cái mới, cái hay của họ. Và các bạn sử dụng cái notebook này nè để ghi chép lại những cái điều người ta chia sẻ cho mình. Như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy là cái việc tham gia câu lạc bộ nó đem lại cho bạn rất là nhiều lợi ích, gặp gỡ được những người giỏi và được chia sẻ những kiến thức cực kỳ hay luôn. Đó, cho nên là các bạn hãy cố gắng nhìn thấy cái điều đó mà các bạn đừng từ bỏ nha. Rồi, cuối cùng, sau khi mà kết thúc câu lạc bộ xong thì bạn nên luôn nhớ rằng là những cái tờ topic mình mua như thế này với những cái nội dung rất là phong phú, rất là hay như thế này, thì đừng có đem về rồi quăng xó rồi dục ở đâu. Mà mình nghĩ là các bạn nên tập
họp lại, tập hợp lại tất cả những cái topic đó, những cái tờ handout đó để mình có thể đóng thành một cuốn, chẳng hạn như cuốn sách này của mình. À, các bạn thấy không? Đây, mình tập hợp hết tất cả, không phải là tất cả, ở đây chỉ là 1/3 cái topic mà mình tham gia câu lạc bộ trong suốt nhiều năm vừa qua. Một số khác thì nó bị thất lạc và mình rất là tiếc luôn. Đó, cho nên các bạn đóng lại một cuốn như thế này, mỗi một trang là một chủ đề, và thấy một chủ đề này. mở ngay cái chủ đề mà mình cảm thấy rất bất kích các bạn. Này, cho bạn xem luôn nha. Rồi, thấy chưa? Cohabitation. Đây là một cái kỷ niệm mình không bao giờ quên các bạn. Đây là một chủ đề mà mình tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh của trường Nông Lâm, câu lạc bộ nói tiếng Anh của Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Nông Lâm. Thì cái chủ đề này là, bạn đã biết nghĩa nó là gì mà, cohabitation là sống thử trước hôn nhân. Nhờ tham gia cái câu lạc bộ này, nhờ tham gia cái bữa này mà mình biết thêm một cái từ mới và những cái thông tin nó liên quan tới cái chủ đề này. Và tụi mình có một cái debate, là một cái mình phản biện với nhau về chủ đề này rất là hay luôn, và mình thấy là cực kỳ thú vị. Mình thì chưa bao giờ chấp sống thử. Mình không biết sống thử là sao, nhưng mà nói chung là rất là thú vị khi mình đề cập những cái vấn đề như thế này ha. Mình nhớ có một lần trên tour cách đây khoảng 6-7 năm rồi, thì khách cũng tò mò về giới trẻ, về cái việc giới trẻ ở Việt Nam yêu đương rồi dating như thế nào. Thì khách mới hỏi là Long ở Việt Nam thì người ta có sống với nhau trước khi mà người ta kết hôn không. Thì khách không có dùng chữ này. Cái mình khi mình trả lời thì mình nói là cái cohabitation ở Việt Nam thì bây giờ nó bắt đầu nó nhiều hơn, và cái giới trẻ họ thay đổi quan niệm về hôn nhân cũng như là cái việc sống thử trước hôn nhân như thế nào, mình giải thích cho họ. Cái họ rất bất ngờ, họ nói wow, mày biết luôn cả từ này hả? Tao không nghĩ là mày có thể biết sử dụng cái từ này. Tại vì thường cái từ này nó khá là academic, mà thậm chí ở bên nước ngoài, ở bên bản xứ của họ thì họ cũng không có thường xuyên sử dụng. Đó, bạn thấy không? Nhờ đi câu lạc bộ mà mình biết cả chủ đề như thế này nữa. Đó. Đó, cho nên các bạn nhớ nha, những cái gì, những cái tài liệu, những cái topic mà mình có thì các bạn nên trân trọng nó, và các bạn đặt vào cuốn sách này. Ở ngoài cái bìa sách bạn có thể thấy là mình trang trí rất đẹp luôn. Đó. English Topics Collection Hoàng Long, tên mình luôn. Và mình đặt ở dưới đây là một cái câu khẩu hiệu, gọi là cái slogan, gọi là cái reminder cho bản thân mình luôn. Never put off speaking English until tomorrow if you can do it today. Đừng để ngày mai bạn mới nói tiếng Anh trong khi hôm nay bạn có thể làm được điều đó. Đây là cái lời khuyên dành cho các bạn, và cũng là cái lời nhắc nhở đối với bản thân mình là không nên từ bỏ nói tiếng Anh. Thậm chí khi không có ai nói chuyện với mình cũng tự kỷ mình nói mình nữa, thì mình vẫn làm công việc đó trong suốt nhiều năm nay, mà mình cảm thấy cái phản xạ về tiếng Anh của mình còn tốt hơn nhờ những cái lời khuyên cho bản thân mình như vậy. Đó. Thì là tất cả những cái gì chia sẻ hết sức thật lòng, thật dạ của mình đối với các bạn, đó là chính là những cái kinh nghiệm thực tiễn từ cá nhân của mình, và mình thấy nó rất là hiệu quả, cho nên là mình rất mong muốn chia sẻ với các bạn, và hy vọng là các bạn cũng tìm thấy gì đó một chút động lực để các bạn có thể quay trở lại câu lạc bộ. Nếu bạn đã từng tham gia và không còn tham gia nữa thì các bạn có một chút động lực để quay trở lại câu lạc bộ và mình cố gắng cải thiện cái kỹ năng nói của mình các bạn ha. Rồi, mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và một lần nữa mình hy vọng rằng các bạn thấy một cái điều gì đó có ích khi mà xem cái video này ha. Nếu bạn thích nó thì bạn hãy cho mình một cái like và đăng ký kênh của mình để mình có thêm động lực để mình có thể tạo ra thêm nhiều những cái video tốt và chất lượng cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.